Anh nhân, rất vui được gặp lại các tình yêu trong tập số 2 của series sửa lỗi phát âm tiếng Hàn với Wonder. Sau tập số 1 được lên sóng thì mẹ Hú có nhận được một cái lời hơi complain của các bạn một chút là tại sao mà mẹ Hú với cả bạn khách mời đẹp trai thế. Nhặt liêm sỉ lại gì đi. Đùa chứ thực ra là các bạn có complain là tại sao mà nội dung kiến thức mà có tí vậy thôi mà sao mà nói ra mà nó nhiều thế. Các bạn không thể ngờ được là lại phải lưu ý quá nhiều điểm như vậy này nọ các thứ. Thì mẹ cũng nói luôn là nếu mà thực ra nếu mà làm một cái clip mà ngắn ý thì nói chuyện đơn giản. Còn bây giờ đã mất công làm rất là dài và rất là kỹ ra như vậy ý, thì là chúng ta phải cảm thấy là thật là may mắn mình có những cái đấy để mà mình học. Chứ còn nếu mà mình cứ lướt ngang qua thì á, muôn đời đéo bao giờ có thể giỏi được. Thế cho nên là mình phải cẩn thận và mình phải tỉ mỉ từng chi tiết một. Và cái điều đó cũng sẽ tiếp tục phát huy ở trong clip của ngày hôm nay, khi mà chúng ta sẽ cùng nhau phải phân biệt những điểm lưu ý khi phát âm của tiger, tiger và sang tiger. Và vẫn đúng như bình thường thì trước khi mà chúng ta phân tích kỹ được những cái lý thuyết liên quan đến những âm thanh này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử một đoạn phim ngắn của Mỹ Huyền và anh Thùng Hê nhé. Mỹ Huyền à, 출출한데 우리 뭐 좀 시켜 먹을까? 뭐 먹고 싶은 거 있어? 나? 돼지갈비? 두부부치? 돼지갈비랑 두부부치? 나는 떡볶이랑 된장찌개가 먹고 싶은데 어떡하지? 그러면 나 시키자. 뭐라고? 그러니까 네 개 다? 아, 네 개 다 시키냐고? 어, 모두 다! 그건 다가 아니고 다야 다. 모두 다? 그래, 모두 다. 알았어, 그렇게 먹자. 근데 너 시키기 전에 반응 연습 좀 하자. 아, 아니, 그냥 따라해봐. 알았어. 그냥 따라해. 돼지갈비. 돼지갈비. 두부부치. 두부부치. 떡볶이. 떡볶이. 된장찌개. 된장찌개. 그래, 잘하네. 알았어, 알았어. 그럼 지금 돼지갈비, 된장찌개, 떡볶이, 두부부치 이렇게 시키면 될 거 아니야. 진짜. 오케이. 자, 특히 là một cái đoạn mình nói về các cái món ăn, đúng không? Thì nó cũng có xuất hiện những cái âm thanh như thế này rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì Mỹ Huyền phát âm không được chính xác và thậm chí là còn khiến cho anh He cảm thấy khó hiểu nữa. Vậy thế cho nên là nhiệm vụ của chúng ta là sẽ là gì? Tìm hiểu kỹ về các cái tip khi phát âm những âm này và mình phải lưu ý xem và mình tránh những cái lỗi này ra nhá. Nội dung chính của clip ngày hôm nay thì sẽ chia ra làm những phần chính như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phân biệt âm thường với cả âm hơi. Sau đó thì chúng ta sẽ phân biệt hai cái âm này với âm căng. Và đến phần cuối cùng là chúng ta sẽ sửa lại những cái lỗi mà đã xuất hiện ở trong clip vừa rồi của Mỹ Huyền và anh Thống He. Hẳn là chúng ta vẫn nhớ rằng là ở tập 1 cái việc mà chúng ta muốn phát âm âm kỳ học thường này thì thực tế ra cũng là việc kế thừa từ việc phát âm âm hơi. Thì ở đây trong tập ngày hôm nay cái cặp đôi này nó cũng hoàn toàn tương tự là như vậy. Thì cái này nó là mình phát âm như kiểu là chữ thờ và nó có hơi hoàn toàn bình thường. Còn cái này thì sẽ là âm thờ nhưng mà phải đi xuống. Còn cái này là âm hơi thì nó sẽ đi lên nhá. Và có một cái tip cực kỳ là quan trọng. Đó là có rất nhiều nơi, rất nhiều người phát âm kiểu nhà quê. Tao nói thẳng là nhà quê, là quê luôn. Phát âm cái này kiểu là chữ đờ. Sao được, sao làm chữ đờ như thế? Những cái người mà mình học tiếng Hàn mà như vậy, thì nói là dẹp mẹ đi. Không phải nói những trường hợp đấy nữa. Nhưng sẽ có thể có những trường hợp ca sĩ Việt Nam hát nhạc Hàn nhưng mà hát theo kiểu phiên âm thôi, không để ý lắm. Thì cũng hát như thế. 사람입니다. Đa luôn. Ôi, nghe mà nó chán đời thực sự luôn. Cho nên là các cháu lưu ý cho mẹ Hú nhá. Cái này không bao giờ được phân âm là chữ đờ ạ. Mẹ vẫn biết là dần dần mọi người cũng có thể tân tiến lên rồi, nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp như vậy. Nếu mà gặp ai như vậy, chúng ta cũng nhớ sửa cho mọi người và nói rằng cái này phát âm là chữ thờ và mang tông đi xuống nhá. Ví dụ đầu tiên, hãy thử phân biệt hai từ này. Thằng. Thằng. Tốt. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ thử lắp vào một số các cái từ của nó để mình làm việc để cho nó gọi là thành thị lên thôi nào. Ví dụ như là đây ạ. Thằng cân. Thằng cân. Có biết là gì không? Cà rốt. Cà rốt. Đấy, củ cà rốt. Tiếp tục đấy. Đây. Thằng nhon. Cái gì đấy? Đây là chữ M mà cái hình M. Tỉnh lại đi. Thằng mion. Đúng rồi, thằng mion. Thằng mion này là cái sợi miến ý. Bình thường mình ăn miến đấy. Nành men là món mì lạnh, nhớ không? Nên cái thằng men là ý là cái sợi miến không của nó đó. Rồi tiếp tục đi, thử từ này nha.
당구. 당구 có nghĩa là bia. Bia. Mình đánh bia đó. 당구. Đó. 당근, 당면, 당구 rồi đúng không? Ok. Thế còn đối với thang này thì sao? Thang này là ý chỉ các cái món hầm. Canh bò hầm. Đúng rồi. Rồi là gì? Gà hầm sâm. Đúng rồi. Đấy ý là như thế đó. Rồi đây. Trời ơi, đúng là thần giao phối cảm đấy. Đó, thần giao phối cảm đấy. Rồi, đây là gì đây ạ? Samgyetang. Samgyetang. Thực ra nó là kie, nhưng mà có một cái típ ngả âm đúng không? Nên cái này mình phát âm là kê thôi. Samgyetang. Samgyetang. Samgyetang là gà thần sâm đúng không? Ừ. Ngoài ra thì sườn hầm nhá, sườn lợn cũng được, sườn bò cũng được. Thì vốn dĩ nó là cái này. Sau đó nó thêm thang vào. Thì là gì? Cái pi thang. Pi pi. À, cái bi. Bi thôi không phải pi. Đó. Nó có phải âm hơi đâu. Cái bi thang. Cái bi thang. Cái bi thang. Nhân tiện đây khi mà mình đang nói đến các cái món ăn ấy thì mình cũng sẽ bonus luôn khi mà mình mời nhau ăn đúng không? Thì mình sẽ mời như thế nào? Bình thường có nhớ người Hàn mời nhau ăn thì sẽ mời như thế nào không? Trước bữa ăn ấy. Mà xích kế. Như thế này. Đó. Hoặc là ăn nhiều. Đó, thì là như thế này, đúng không? Thì đây, cái nội dung mà chúng ta cần phải lưu ý trong clip của ngày hôm nay nó chính là cái chữ này. Đó, thì đây là masike này. Masike. Ờ, có một cái tip nhỏ nhỏ nữa là cái này chúng ta sẽ phát âm là masik. Nó là sit ấy, thế nhưng mà thực ra là masike nghe nó buồn cười, masike. Cái sik này nhẹ thôi. Masike gì ạ? Masike 드세요. 드세요. Anh ăn đi, ăn đi, nói nào. Masike 드세요. Ăn đi thôi, không phải ăn ngon. 드세요. 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 Rồi, ăn nhiều. Đây là ăn nhiều ạ. 많이 드세요. 많이 드세요. 많이 드세요. 많이 드세요. Rồi, ok nhá. Tại vì nếu mà nhiều nơi mà không để ý, chúng ta học không cẩn thận sẽ phát ra bằng gì? 맛있게 드세요. 많이 드세요. Ôi, thằng này nó quê đấy nhở, đúng không? Đó, 드세요. Rồi. Hoặc là ví dụ như là mình cuối bữa đi thì có thể là gì? Như thế này mình chia thời quá khứ thôi. Đúng không? 많이 드셨어요? 많이 드셨어요? Rồi, ví dụ như thế nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lưu ý một cái tip tiếp theo. Đó là khi chữ thì gật này nó đứng ở phía sau thì sao? Nếu mà nó đứng ở đầu chúng ta biết rồi, phát âm là chữ thờ và đi xuống rồi đúng không ạ? Nhưng nếu mà nó đứng ở phía sau nhá, ví dụ như trong những trường hợp này, chúng ta sẽ phát âm nó là chữ T bình thường, T bình thường. Ví dụ như nếu mà cái này mà nó đi ở đầu thì nó là thàng như chúng ta vừa nói chuyện lúc nãy. Nhưng nếu mà nó đi đằng sau thì nó chỉ là tang bình thường thôi. Tang, đó, tang thương, tang tóc gì đó. Thì đây, ví dụ hàng ăn này, phát âm như nào đây? Xích tăng. Rồi, xích tăng, gì nữa? Càng tăng. Tốt. Song tăng. Rồi, song tăng này là nhà thờ, chữ Hán nó là thánh đường. Nếu mà chúng ta để ý ra ấy, thì về mặt chữ Hán đây hoàn toàn là chữ đường đấy. Đây là thực đường này, giảng đường. Đường này, tăng. Thánh đường này. Không biết là trong cái từ đường tăng thì chữ Hán nó là như thế nào. Tại vì có rất là nhiều chữ đường, nhưng ví dụ như mình có thể để ý đây là cái đường này là đường ý là chỉ cái nơi nào đó. Giáo đường, giảng đường, thánh đường. Còn có thể có những cái đường khác. Ví dụ như là mình có cái chữ đường ở trong từ là tiểu đường ấy. Đấy, hoặc là các vân vân. Thì là cái đường có thể nó là đường theo kiểu đường kính, đường ngọt. Đó, vân vân. Có nhiều các cái, hoặc là bản thân cái chữ như là cái thời đường ở trong tiếng Trung nó cũng sẽ là chữ đường khác cơ. Thì ở cái thời điểm này là mẹ cũng không biết là đường tăng là chữ đường nào. Đó, thì mình phải tra từ điển để mình xem. Nhưng mà nôm na thì nó cũng chẳng là kiểu chữ thế này thôi. Nhưng mà xét về chữ Hán ấy, thì nó sẽ là chữ khác. Thôi thì nhân tiện đây thì mình cũng nói luôn là Học viện Wonder Who có lớp Hán Hàn chuyên sâu online nhá. Thế cho nên là nếu như mà chúng ta muốn thì sẽ có thể nhắn tin vào fanpage Wonder Who của Ava màu nâu nâu để sẽ được admin tư vấn thêm cho chúng ta về lớp Hán Hàn chuyên sâu online. Bên cạnh đó còn có thêm cả series Hán Hàn mỗi ngày và series giải nghĩa từ vựng Hán Hàn hoàn toàn free ở trên YouTube Wonder Who nữa. Các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Trở lại với phần luyện tập phát âm của ngày hôm nay. Đây cũng là một phần mà sẽ có chữ thử đi ở đằng sau. Đây là cố tình ghi ra đây là hai từ mà có nó đi ở đằng trước này. Và đây là hai cái mà nó có chữ thử nó đi ở đằng sau này. Đó. Thì cái này ở đằng trước thì mình làm như bình thường thì sẽ là gì nhỉ? Dream. Dream. Dress. 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 Rồi. Và cái này ở phía sau thì mình cứ tư thôi. Tư bình thường. Khá tư. Lại khà. À, âm này là âm gì ạ?
Bây giờ mình học xong cái tập số 1 rồi đúng không? Bây giờ mình sang để bây giờ để mình gọi là mình vận dụng vào để mình nâng lên, để mình tiếp tục mình vào cái bài số 2 này, mà bây giờ coi như là chữ thầy trả lại mẹ hết rồi. Thực sự luôn, vừa mới bên tập số 1 kha. Đó. Kha tử. Vâng ạ. Các cái loại thẻ đúng không? Thẻ điện thoại rồi là thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng các kiểu trên đời đúng không ạ? Kha tử. Thẻ nhớ của mình này, kha tử, memory kha tử, thẻ nhớ. Đúng không? Tiếp tục đi. Badminton. Tốt, badminton. Badminton, đấy, tiếng Anh. Đó, thì đó là khi ở phía sau là chữ tên, đúng không? Bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ liên quan đến một cái từ mà nó chứa cả thì cứ ở trước và nằm ở sau. Ví dụ đây là nằm ở trước thì nó sẽ phải phát âm là chữ thở và đi xuống, đúng không? Cái này nằm ở phía sau thì phát âm là chữ T. Thì bây giờ mình phát âm riêng cái này thôi, hai chữ này thôi là được. Thế tan. Rồi, thế tan. Cái tính từ thế tan hai tài này nó có nghĩa là gì? Khuôn ngầu, xuất sắc. Thì đó, ví dụ nhá, mình sẽ có thể mình khen nhau. Ủa, thẻ ta nà nè, thẻ ta nà nè ồ. Ồ, ngầu đấy chứ. Ồ, được đấy, xuất sắc đấy. Đó, thẻ ta nà ta, chàm, thẻ ta nà ta. Ví dụ thế, và nó có thể ứng dụng ở trong đời sống theo phiên bản gọi là trạng từ. Thì ở đây chúng ta có từ thẻ ta nì làm trạng từ thôi. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch nó là vô cùng. Ví dụ cả cụm từ này chúng ta sẽ có 대단히 감사합니다, nghĩa là vô cùng cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Tiếp phát âm chỗ này chữ N nối sang 대단히 nhá. Và tương tự như vậy, 대단히 죄송합니다 thì sẽ có nghĩa là gì? 죄송합니다. 죄송합니다. Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Nhá các bạn nhá, cái này ứng dụng trong đời sống cũng rất là nhiều. Nhưng trong những trường hợp trang trọng, bây giờ tự dưng bây giờ vừa mới ngủ với người yêu mình xong rồi, oppa, thế ta đi khám xong đi ta, thì lại rất là su nhá, trong những hợp trang trọng nhá mọi người. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với phần thử thách đầu tiên, câu mà chứa cả thì gật và thiệt. Thôi yêu ý đấy. Cái này là cụm 4 đi, thì là ngang này, ngang này, huyền ngang này. Toyo ire. Tốt, toyo ire. Dung san pu ku saro. Taxi ru. Thẹp này, thẹp này. Thẹp. À, thẹp à. Nếu nha, nếu mà thẹp nó là chữ này. Đi xuống mà thẹp là đi xuống đúng không? Trong khi đây là âm gì ạ? Âm cần đi gì? Đi lên, âm hơi đúng không nào? Taxi ru. Taxi, thực ra cái này là taxi. 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 Taxi đó. Taxi. 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 Taco. Taco. Cái này ngăn nửa lên tớn lên nhá. Taco. Taxi. Taco. 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 Bốn này. Đồng tên muốn ấy. Khá khó ấy. Cái gì phát âm nghe kinh thế? Cái này là ngữ pháp của bài 11 đó. Khai coi ấy. Khai coi ở. Khai coi là tôi sẽ đi bài 11. Khai coi ở. Thùng tè muốn này. Nào, cái thùng tè này cũng giống như cái thẻ tan lúc nãy, là cái việc mà mình có đằng trước và đằng sau này. Thùng, chữ thờ đúng không? Thùng tè, được rồi. Thùng tè muốn này. Mình thử nhìn lại đi tách xem câu này có cái này là 1 này, cái này là 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, đúng không? 토요일에 등산복을 사러 택시를 타고 동대문에 갈 거예요. Nhắc lại nhá. 토요일에. 토요일에. 이래 이래. 토요일에. 토요일에 등산복을 등산복을 사러. 사러. 여기 때문에 이게 소원 말해 줘라 등감 네. 자. 택시를 타고 택시를 타고 동대문에 동대문에 갈 거예요. 갈 거예요. 그 갈 거예요. 네, 그럼 곧 뭘로 네. 자. 이제 mình nhắc lại dài hơn nhá. 토요일에 등산복을 사러. 토요일에 등산복을 사러 택시를 타고 택시를 타고 동대문에 갈 거예요. 동대문에 갈 거예요. 그 거 này tiếp này. 거 này co mạnh vào. 거. 갈 거예요. mạnh ý là cái âm của nó là âm căng co chứ nó không phải là kiểu go예요. không phải là co lên. 갈 거예요. 갈 거예요. 갈 거. Và cái 갈 này nó sẽ bị ngắn lại, tụt lại. 갈 거예요. 갈 거예요. Ý ý là như vậy đó. Ok, 8 điểm cho bạn. Vừa rồi chúng ta đã trải qua phần phân biệt của âm thường với cả âm hơi rồi nhá.
Trong phần tiếp theo của clip này, chúng ta sẽ phân biệt âm thường với cả âm căng. Sau đó thì sẽ là phần luyện tập tổng hợp cho cả ba âm này nữa. Chúng ta đừng quên nhìn những ví dụ mà mẹ Hú đã tổng hợp lại ở đây. Hãy thử thách bản thân bằng việc là phát âm lại những phần này và đăng vào trong group sửa lỗi phát âm tiếng Hàn để cho mẹ Hú và những bạn khác cùng có thể xem được nhé. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho những người khác cùng học tiếng Hàn với chúng ta. Và đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của video này nữa. Hãy theo dõi Facebook, YouTube, TikTok và Insta của mẹ Hú nữa nhé. Hẹn gặp lại các tình yêu trong phần tiếp theo của clip này. Tiếp tục xe đi anh em ơi.